Tập 1. Thư ký Hoàng, tìm bạn tin giúp tôi đi. Bạn tổng bây giờ đang ở bên ngoài, hiện giờ không nghe điện thoại được. Chị có biết tôi là ai hay không? Tôi là Hạ Nhiễm Nhiễm, cơ bản nghe điện thoại đi. Xin lỗi đại tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi nữa. Alo. Cô có biết tàng trữ ma túy là phạm pháp không? Tốt nhất là cô hãy phối hợp điều tra với chúng tôi. Nghiêm trọng. Nói thật. Phải, lời tôi nói là sự thật đó. Alo, tôi tìm Hàng Dân. Gọi Hàng Dân nhận điện thoại giúp tôi nha. Cảm ơn. Lại là cô à? Đã nói với cô là số điện thoại này sai rồi. Tôi không quen Hàm Dân. Cô biết giờ đã là mấy giờ rồi không? Sau này đừng gọi vào số này nữa. Xin lỗi. Bạn của tôi rất là giỏi tiếng Anh đó. Giỏi lắm. Tôi có số điện thoại nè. Số điện thoại. Hai người có quan hệ gì? Sao hả? Hai người có quan hệ gì? Bạn trai của tôi. Cô ấy nói cô ấy là bạn gái anh. Tôi đã đưa cô ấy tới trại tạm giam. Cô ấy phạm tội gì vậy? Cô ấy liên quan đến tàng trữ ma túy. Nhưng bản thân cô ấy luôn không chịu thừa nhận. Xét nghiệm cũng không có dùng ma túy. Cô ấy đưa cái anh số điện thoại của tôi. Đúng là vậy. Nếu như không ai tới bảo lãnh thì chắc chắn cô ấy sẽ phải ở trong trại giam đó. Cô ấy đây. Cô gái à, cô chắc chắn người cô liên hệ có thể bảo lãnh cho cô chứ? Đúng vậy. Bạn trai của tôi một lát nữa sẽ tới. Tôi thành bạn trai cô lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Mẹ ơi, anh chính là người cầm số điện thoại của mẹ tôi hả? Anh mau giải thích giúp tôi với. Tôi giải thích họ không hiểu. Tôi thật sự bị quan mà. Tôi thật sự không biết chỗ ma túy đó đâu ra nữa. Hai người này bắt cóc tôi. Hai người họ vừa vào là đánh cho tôi xỉu luôn rồi. Tôi không biết gì hết. Anh mau giải thích giùm tôi đi. Tôi là Thiệu Minh Triết. Còn đây cô là Mia Hạ. Tôi là bạn của cô Hạ đây. Cô ấy nói là cô ấy vô tội. Nếu như anh là người bảo lãnh thì nộp 10.000 bản Anh là được rồi. Chúng tôi sẽ bảo quản hộ chiếu và giấy tờ cá nhân của cô ấy cho tới khi điều tra rõ ràng.
Xin hỏi các ông cần điều tra trong bao lâu vậy? Chưa biết được, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng nhanh như có thể. Sao rồi? Tôi có thể đi được chưa? Xin lỗi cô, tôi yếu kém, chỉ có thể giúp được tới đây. Cô chờ tới khi trời sáng tìm người nhà đi. Tôi anh, tôi không có người thân. Chúng ta đều là người Trung Quốc, anh giúp tôi đi được không? Tôi về nước sẽ trả tiền cho anh, trả gấp đôi luôn. Tôi xin anh đó. Xin lỗi cô, tôi không giúp được, phải dựa vào chính cô. Cảm ơn. Ê, anh đừng như vậy mà, tôi cầu xin anh đó. Thiệu Minh Trí, tôi chỉ có anh thôi à. Đây không phải lần đầu tôi nghe thấy câu nói này. Đã từng có một người cũng nói với tôi như vậy. Thiệu Minh Trí, em chỉ có anh thôi, xin anh hãy giúp em. Làm gì vậy? Thì anh cứu tôi lại bỏ nhiều tiền như vậy, anh không sợ tôi chạy mất hay sao? Tôi thấy anh là người tốt, người tốt thì phải báo đáp. Anh đã cứu mạng tôi, nếu tôi cứ vậy mà đi mất á, thì tôi thành cái người gì chứ, có đúng không? Cho nên là trước khi tôi được đổ quan lấy về tiền bảo lãnh của anh, thì tôi phải đi theo anh chứ. Cô à, cô không cần đi theo tôi, cô có thể quay về nhà của mình. Vì có thể giúp tôi đã giúp rồi. Nếu như cô không trả được thì khỏi cần trả. Coi như tôi nhận nhầm người mất tiền quan. Anh nói như vậy tôi càng thấy áy náy trong lòng của mình. Tôi chẳng có điểm gì tốt hết, chỉ có lòng trách nhiệm rất là cao. Thôi đừng nói chuyện ở đây nữa, chúng ta về nhà rồi nói đi ha. Cô. Nè. Anh chờ tôi với. Nè. Nè, tôi tới nhà rồi. Nè cô, tôi thấy duyên phận giữa chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Bình thường thì tôi không phải là người nhiều chuyện. Hôm nay không biết vì sao tôi lại cứu cô. Nhưng tôi tin cô cũng sẽ không vì số tiền đó mà chạy trốn đâu. Cho nên mời cô về nhà của mình, vì cô đã làm phiền tôi rất nhiều rồi. Nhưng mà mẹ ơi, rốt cuộc mẹ ở đâu? Căn nhà này là nhà của mẹ ở anh, có phải không? Con nhất định phải tìm ra mẹ. Dậy đi, nghe tôi nói đây. Theo như hợp đồng ký với tôi, cô đã nộp tiền nhà trễ 3 ngày. Nếu còn không nộp hết cho tôi thì cô phải dọn ra khỏi đây. Alo, lại là cô à? Tôi đã nói là cô gọi lộn số rồi. Tôi không có quen Hàm Dân. Cô biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không? Sau này đừng gọi vào số máy này nữa. Ê, anh đừng tắt máy. Anh là người Trung Quốc hả? Tốt quá rồi. Nếu chúng ta là người Trung Quốc, vậy anh giúp tôi đi có được không? Ba tôi không cần tôi nữa. Tôi lại không tìm được mẹ. Bà ấy chỉ cho tôi số điện thoại này thôi à. Nè, cô không còn nơi nào khác để đi hả? Ừ. Tôi cho cô tiền đi thuê nhà trọ đi. Nhưng tôi không có hộ chiếu, tôi không đi đâu được. Vào đi.
nè, ở đây trước kia có người phụ nữ nào hơn 40 tuổi từng ở đây không? Nè. Cảm ơn. Đây là nhà tôi. Tôi không biết mẹ cô. Nè, tôi có thể tắm nhờ được không? Được rồi, vậy nếu cô có phát hiện gì thì phiền cô gọi cho tôi. Chuyện gì vậy? Nếu như cô phát hiện kẻ tình nghi nào, nhất định phải liên lạc với cảnh sát để chúng tôi kịp thời hỗ trợ, được chứ? Dạ được, tôi biết rồi. Cứ vậy đi. Đi đi đi, đi lên. Anh làm gì vậy? Tại sao ban ngày ban mặt mà em lại nói chuyện với cảnh sát vậy hả? Nếu còn có dư đảng của ban hay không, em không sợ bọn họ báo thù sao? Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Không cái gì mà không chứ. Anh đã nói với em nhiều lần là đừng có ở nơi này, không an toàn chút nào hết. Trước kia anh đã thấy người qua lại với ba hay không đều không giống người tốt. Không được, phải dọn nhà ngay. Không cần đâu, em thấy nơi này rất tốt. Hơn nữa không phải còn có anh sao? Có anh thì sao chứ. Đúng vậy, anh sống ở gần đây, nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện gì anh chạy đến thì cũng trễ rồi. Tô Mạch, nghe anh một lần đi, coi như anh cầu xin em. Em cũng biết nếu em không dọn đi, anh chắc chắn sẽ không đi. Nhưng nếu chúng ta ở nơi này, ngày nào đó bị súng bắn chết cũng không biết chừng. Em không cần lo về chuyện tiền bạc, có anh rồi, được không? Vào đi. Có chuyện gì? Tôi ngủ một mình thấy không quen, hơi sợ á. Bên cạnh có người sẽ đỡ hơn. Tôi chuẩn bị ngủ rồi. Nè 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 nè, cô đừng có vào. Cái... anh nghe tôi nói chuyện đi. Nếu không á tôi sẽ chết vì bực mất. Tôi cũng không biết mình đắc tội ai. Lại bị người ta vu oan, nói tôi tàn trữ ma túy. Tôi cũng không liên lạc được với ba tôi. Ngày ngày ông ấy ở bên người phụ nữ đó. Dì ơi, dì ơi, dì sao vậy? Mau cứu dì với. Sao cô có thể làm ra chuyện này? Đẩy một người phụ nữ mang thai xuống lầu, con làm bà quá thất vậy. Nói vậy nghe một chút, ông ấy đưa tôi tới anh du học là vì muốn tốt cho tôi. Thật ra là vì ông ấy ghét bỏ tôi, chê tôi là gánh nặng, muốn tống cổ tôi đi. Còn nữa nha, tôi đến nước Anh á là để tìm mẹ tôi. Ai mà ngờ địa chỉ và số điện thoại mẹ tôi cho đều không đúng. Anh nói coi sao lại như vậy được chứ. Nè. Ơi, ê, nè. Nè nè nè, cô có cần làm mấy việc này? Anh dậy rồi hả? Tôi thấy nhà anh hơi bừa bộn, muốn giúp anh quét dọn thôi à. Lâm Hướng An, cái này tặng anh nè. Đây là cái gì vậy? Đây là tiểu quái thú. Tô Mạch, cái này cho cậu. Ba người chúng ta mỗi người một con. Cô em tên là Kevin, cô anh là Peter, của Tô Mạch là Tim. Còn anh thì sao? Hạ Nhiễm Nhiễm, còn muốn chơi cùng nhau nữa không?
đừng tùy tiện đụng vô đồ người khác. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Ê, tôi chỉ nhìn thôi mà. Kích động vậy làm gì chứ? Vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi sao? Cô Hạ giờ rất an toàn. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cảm ơn, tạm biệt. Nè. Nè. Trời ơi. Cô ấy bị sao vậy? Tôi không biết nữa. Hình như là cô ấy uống thuốc ngủ. Cô ấy đã uống mấy viên rồi? Tôi không rõ. Hết sạch thuốc rồi. Cô ấy bị sao vậy? Đây nè. Chúng ta phải đưa cô ấy đi xúc ruột ngay lập tức. Để em xem. Đã dặn anh cẩn thận rồi mà. Anh sửa có cái cửa thôi mà thành ra như vậy luôn. Có cái gì đáng cười sao? Trời ơi, đàn ông trưởng thành, trên tay có thẹo là bình thường mà. Ngược lại là em, Tô đại tiểu thư, cửa nhà em bị hư rồi. Nếu như không sửa, sẽ không an toàn. Đúng không? Được rồi, không cần lo cho anh không sao. Em nhìn nè. Anh ngồi yên đi. Nếu em thực sự lo cho anh, thì mau dọn nhà đi. Không cần phải chịu khổ nữa. Được không? Em đi đâu vậy? Tô Mạch, sao vậy? Em không sao. Đi thôi. Nè, mặc áo vô. Đi em. Chỉ là uống mấy viên thuốc ngủ, muốn ngủ một giấc thiệt ngon. Cô đúng là chuyên gây quả, chuyện gì cũng làm được. Xin lỗi, cô thật sự không biết anh nghĩ là tôi muốn tự sát. Tôi xin cô đừng nói xin lỗi với tôi được không? Cô nhìn tôi làm gì? Từ khi quen cô đến bây giờ, cuộc sống của tôi chưa lúc nào yên ổn. Từ cục cảnh sát tới bệnh viện, mỗi lần đều là tình hình khẩn cấp. Phim truyền hình cũng không có dồn dập như vậy. Chứng tỏ là một người tốt. Chứng tỏ anh có lòng tốt. Anh thấy tôi một mình ở nước Anh, không có ai chăm sóc, thật là đáng thương. Ba tôi cũng không cần tôi, cho nên anh thương xót tôi. Anh thấy tôi một mình, lẻ loi đơn độc ở đất khách, cho nên anh mới thu nhận tôi, đúng không? Nè, cô đừng khóc. Thật là, trời ơi, khóc cái gì? Ê, được rồi,
Đi thôi, đi thôi. Ăn chút cháo đi, sẽ dễ chịu hơn. Cảm ơn. Có điều bây giờ tôi chưa có đói, không muốn ăn. Chuyện lớn cỡ nào cũng phải ăn rồi mới tính. Ăn. Anh đi yên tâm đi, tôi không có chết đâu. Sáng mai tôi sẽ đi. Nè, tự mình cầm lấy đi. Tôi nói cho cô biết, ở Anh mà không biết nói tiếng Anh như cô á thì không thể sống được đâu. Cô có thể đi đâu? Trạm cứu trợ, hộ chiếu còn không có, ai sẽ nhận cô? Tôi bị người ta vu oan, cảnh sát điều tra rõ sẽ trả hộ chiếu cho tôi. Tôi cũng có thể về nước rồi. Được được được, cứ cho là cô vô tội đi. Nhưng cảnh sát phá án luôn cần có thời gian. Chưa kịp về nước, chỉ cần rời khỏi nhà tôi cô đã chết rồi. Nếu như cô có thời gian, phiền cô đi tìm người nhà đi, kêu bọn họ đến đón cô. Nếu không đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Ăn cháo đi, ăn xong ngủ một giấc. Sau khi thức dậy, muốn đi hay ở, không ai thèm quản. Chị, anh đừng có hiểu lầm. Tuy tối hôm qua tôi cũng rất là giận, nhưng mà tôi không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Tôi chỉ muốn trước khi đi giúp anh làm chút việc thôi. Khoan đã. Gì vậy? Nhìn đi, chỗ này đó, chưa rửa sạch đó. Cô làm việc nghiêm túc chút được không? Rửa lại. Anh có thử. Cô làm gì vậy? Tôi nói cô biết, cô là con gái đó, bình thường đừng có thô lỗ như vậy. Anh nhìn có sạch chưa? Cô không phục đúng không? Còn muốn lấy nước hắt tôi ha? Con cười, cười cái gì? Cô mắc cười gì? Cô qua đây. Đồ thần kinh. Ngồi đi. Sao vậy? Yên tâm đi, tôi đi liền. Tôi xin lỗi cô vì hôm qua tôi quá bốc đồng. Xin lỗi, tôi không nên nói cô không có người thân. Nếu anh đã nói vậy thì thật ra thì tôi cũng không có chỗ đúng khiến cho anh hiểu lầm. Tôi có gọi điện với cục cảnh sát rồi, hai kẻ mặc đồ đen kia vẫn chưa bắt được. Vậy khi nào mới bắt được hả? Khi nào tôi mới được về nhà đây? Tôi nghĩ kỹ rồi, cân nhắc tình hình ở nhà cô, giờ đúng là cô không còn nơi nào để đi. Dựa theo tốc độ phá án của cục cảnh sát, chắc cô phải ở thêm một thời gian mới đi được. Nếu cô không thấy ngại thì có thể ở đây. Đây là bản hợp đồng tôi mới soạn xong, cô coi thử đi. Nếu không có vấn đề gì, vậy thì ký tên ở một cuối cùng. Vậy ý của anh là anh mong tôi ở lại hả? Tạm thời thôi, dù sao phòng khách cũng đang trống. Hợp đồng lao động, bên A đồng ý cho bên B mượn phòng khách sử dụng và tính phí. Bên B làm việc nhà để trả tiền thuê cho bên A. Nội dung công việc bao gồm
Mỗi ngày bên B phải quét dọn vệ sinh tất cả các nơi như phòng ngủ, phòng khách và bàn sách cho bên A. Có phải là hơi nhiều quá được không? Cô cũng có thể chọn chuyển ra ngoài. Nếu muốn sống ở khu 1 London, mỗi tháng tiền thuê chắc cỡ 1.000 bảng Anh. Tôi làm. Mà đợi đã. Mỗi ngày bên B phải nấu 3 bữa ăn cho bên A và phải rửa dọn tất cả chén đũa. Trong quá trình rửa dọn, nếu chén đũa bị hư hại thì phải đền theo đúng giá của thị trường. Không hợp lý chút nào. Đồ anh đã xài rồi, tại sao phải đền đúng giá thị trường chứ? Phải trừ bớt chứ. Vậy cô định làm bể bao nhiêu cái chén? Điều kiện hà khắc một chút cũng giúp ích cho cô. Còn cái này nữa, bên B phải phối hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bên A. Thời gian ngủ là 11 giờ tối tới 7 giờ sáng hàng ngày. Cái này cũng vô lý luôn. Tôi cũng muốn dậy trễ, thì phải làm sao đây? Tôi bị mất ngủ. Lúc ngủ không được nghe thấy bất kỳ tiếng động gì hết. Cái này nữa. Đây là cái gì hả? Trước khi bên A ngủ, bên B phải đọc sách cho bên A nghe cho đến khi bên A ngủ mới thôi. Ôi. Tôi phát hiện cô cứ lại nhại nói chuyện, giúp tôi dễ ngủ hơn đó. Tôi không đồng ý. Mỗi tối đọc sách thì có sao đâu. Cô có thể luyện tập tiếng Anh, tôi có thể dạy miễn phí cho cô. Anh nhìn đi, tính chất công việc của tôi như kiểu trợ lý riêng của anh. Phải chờ lệnh suốt 24 tiếng, lại còn phải dỗ anh ngủ nữa. Vậy là sao đây, tôi không còn thời gian tự do nữa luôn. Không chịu hả? Được, không chịu thì đi đi. Tôi ký. Anh nóng tính quá. Cái tính nóng nảy của anh nó có khi là do thuốc an thần mà ra đó. Uống nhiều thuốc an thần không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi, anh đừng có uống. Giờ tôi chưa muốn ngủ đâu, đừng có lải nhải. Tôi sẽ dán hợp đồng này ở chỗ nào đó dễ thấy nhất để mỗi ngày cô được nhìn thấy. Mắc công lại quên. Khá lắm. Hôm nay siêu thị giảm giá, tôi mua nhiều thứ lắm nè. Đồ giảm giá thì mua làm gì? Xin lỗi nha. Phải rồi. Cục cảnh sát có gọi đến, đã bắt được nghi phạm rồi. Chúng ta phải đến đó. Được. Nhanh lên. Nhanh lên không đi. Cần phải vội vậy đâu, chạy làm gì? Coi chừng trễ bây giờ. Còn sớm mà. Nhanh lên. Bắt được họ hồi nào vậy? Vậy là tôi có thể lấy lại hộ chiếu có phải không? Tôi có thể về nước đúng không? Cục cảnh sát sẽ biết thôi. Từ từ. Cô Hạ, cô rất may mắn. Có người tố giác hàng xóm quá ồn ào nên chúng tôi lên trên kiểm tra. Phát hiện chủ nhà chính là hai nghi phạm mà chúng ta đang tìm. Ở trong nhà phát hiện có ma túy khớp với loại phát hiện trên người cô. Theo như lời họ khai thì chuyện hôm đó họ vào nhà bắt cóc cô và bỏ ma túy vào người cô. Thực ra là do có một người đàn ông châu Á đã trả tiền thuê họ làm điều đó. Chúng tôi đề nghị cô nên xem lại các mối quan hệ của mình. Thiệu tổng. Sao vậy? Tôi đã không sao rồi, thì tôi định sẽ về nước.
Anh tính hết thời gian qua tôi đã làm hư hao cái gì, tính luôn lãi suất của tiền bảo lãnh. Rồi tôi về nước tôi sẽ gửi tiền cho anh liền. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho tôi nha. Quyết định sẽ về à? Ừ. Được, tôi không cản. Nhưng tôi muốn hỏi cô, cô có thể không trả lời. Người đàn ông châu Á đó là ai cô biết không? Tôi không biết. Nhưng chắc tôi biết ai đứng sau sắp đặt chuyện này rồi. Alo Bành Tinh, dì làm sao vậy? Sao bây giờ mới gọi lại cho tôi? Ba tôi đâu rồi? Mau kêu ba tôi gửi ít tiền cho tôi đi, tôi hết tiền xài rồi. Nhiễm Nhiễm mà đừng có sốt ruột, nghe dì nói nè. Dạo này ba con bận công việc nhiều lắm, cho nên không có nhiều thời gian lo chuyện của con. Đã giao chuyện đi du học của con cho dì xử lý luôn rồi. Còn nói với dì là đừng có cho con tiền nữa, vì con ăn xài quá phung phí, như vậy không tốt. Cho nên ba con muốn con tìm việc làm, vừa học vừa làm. Dì cũng mong là con được thuận lợi. Bành Tinh à, dì tưởng gì là ai vậy? Dì tưởng dì có thể quản lý được tôi sao? Tôi nói dì biết không bao giờ. Dì muốn chơi đúng không? Được rồi, ngày mai tôi sẽ đặt vé máy bay, mai sẽ về gặp dì, tôi nói dì biết. Alo Bành Tinh. Alo. Đó là người nhà cô sao? Giờ cô về như vậy, có bảo đảm đánh thắng không? Hoặc là nói đơn giản, với thực lực hiện giờ, cô trả thù được sao? Có trả thù được hay không thì tôi cũng phải đi về. Tôi cần biết được sự thật. Biết rồi. Giờ cô vừa không có thực lực, vừa không có chứng cứ, cô chỉ về muốn biết sự thật. Nhưng dựa vào đâu mà cô nghĩ cô sẽ biết sự thật? Ba cô không cần cô nữa. Vậy lời cô nói ba cô có tin không? Cô cứ nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ trở về không phải trả thù ai, mà là trả thù chính mình đó. Nhưng mà không có cô ấy lải nhải, sao mình ngủ được? Lão đại, cậu phải trở về, buộc phải trở về đó. Nếu không thì người phụ nữ đó chắc chắn sẽ được như ý. Cậu thử nghĩ mà coi, sao ba cậu lại để cho bà ta đối với cậu như vậy chứ? Nhưng bây giờ không có nhân nhị nữa lão đại. Có gì khó đâu, cậu mau quay về. Chỉ cần cậu về á, tôi sẽ không đi học nữa, chiến đấu cùng cậu luôn. Sợ gì chứ, ba của cậu á chỉ là bị mụ mị đầu óc, cho nên mới để người phụ nữ đó thừa cơ. Chỉ cần cậu về nói ra hết tất cả sự thật thì bà ta tiêu tùng thôi. Nhưng nếu tôi cứ vậy mà về, ba tôi có tin tôi hay không đây? Cô có... Hả? Tôi nói đừng đụng vào đồ của tôi mà. Đưa đây. Đây là của tôi chứ đâu phải của anh đâu. Cô muốn lấy gì thì cứ nói với tôi cho cô hết. Nhưng cái này thì trả tôi. Anh nói lý lẽ xíu nha. Đây là của tôi không phải của anh mà. Đây là đồ của tôi. Tôi nói không mau phải của cho anh tôi. Mà. Tại sao cô cứ... Anh bị thần kinh hả? Ai kêu lấy đồ của tôi? Mới xảy ra chuyện đó. Lưu manh, đi ra, Ai lưu manh? Đi ra. Nhi sâu đi yên chinh, wo ku ku xuyên mi, wo men de mi. Xin lỗi, tạm biệt. Wo ku ku xuyên mi. 而时空交替，爱能创造奇迹。đi đâu vậy? Phải đi chứ, không phải anh ngày ngày mong tôi đi hả? Bây giờ tôi sắp đi, anh vui lắm có phải không? Ai kêu cô đụng vô đồ của tôi? Nếu cô không đụng vô đồ của tôi thì tôi cũng không bị lầm. Anh nói vậy nghĩa là đều là lỗi của tôi rồi. Cũng không hẳn là vậy.
Tóm lại, cô không nên đụng vào đồ của tôi. Nè, của cô đó. Khoan đã. Làm gì vậy? Cô có tiền không? Ra ngoài rồi ở đâu hả? Không có tiền, nhưng dù phải xin ăn thì tôi cũng không muốn sống chung với anh nữa. Ai biết anh sẽ đổ qua cho tôi chuyện gì nữa. Lỡ như anh sàm sỡ tôi rồi sao? Cô nói bậy cái gì vậy? Tôi là loại người đó sao? Công chúa Bạch Tuyết gặp nạn, có tới 7 chú lùn đi theo ca hát nhảy múa vui vẻ quá chừng. Sao tôi xui xẻ gặp phải kẻ như anh vậy chứ? Đi đây. Nè. Cái cô đó là chuyện cổ tích, tôi. Còn chúng ta là hiện thực. Cô không thể nói đi là đi được. Hợp đồng của chúng ta chỉ có giá trị đến khi tôi được rửa quan mà thôi. Hơn nữa bây giờ tôi đã lấy được hộ chiếu, tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Nghĩ gì cũng phải xin trước 1 tháng. Nếu giờ cô muốn đi thì phải bồi thường tổn thất cho tôi. Không thì không được đi đâu hết. Thiệu tổng, có phải là anh thấy rất áy náy hay không? Thấy có lỗi với tôi đúng không? Có phải không hề muốn tôi đi hay không? Vậy nói thẳng luôn đi. Anh cứ gây sự rồi bắt tôi ở lại, tôi không có chấp nhận đâu nha. Anh phải xin lỗi tôi đó. Miễn việc nhà 1 tháng. Xin lỗi. Ngày lễ gấp đôi lương, cuối năm tăng lương. Xin lỗi. Cuối năm sẽ được đi du lịch ha. Xin lỗi. Mượn tiền không lãi vô thời hạn. Thì ra là có lãi về thời hạn hả? Đây chính là điều cơ bản nhất mà. Ê nè, tôi sẽ trả tiền học phí. Thật sao? Đương nhiên. Cô không tìm được mẹ, ba thì không cần cô. Có người chạy đến anh hại cô. Cô về như vậy thì chỉ có đường chết. Giờ chỉ đành nhờ vào chính mình. Muốn mình mạnh mẽ hơn, tôi có thể giúp cô. Khoan đã Thiệu tổng, anh đưa ra một đống điều kiện có lợi cho tôi, bắt anh nói câu xin lỗi khó đến vậy hả? Được. Xin lỗi cô, tôi sai rồi, đã được chưa? Ngang ngược quá, không có thành ý không chấp nhận. Nè, quay lại đây. Nói lại lần nữa đi. Ê. Nè, cái giọng nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi, tôi sai rồi, xin được tha thứ. Bà cô. Không sao, đi thôi. Nè, đến rồi. Nè, cẩn thận chút nha. Ở đây. Đưa em đi. Đây. Nè, cẩn thận nha. Rồi. Nè, vào đây. Cẩn thận đó. Em coi đi, đây là phòng dành cho em. Phòng ngủ chính, rộng rãi, ánh sáng tốt, tiện cho em tập yoga. Đây là phòng anh, phòng ngủ cho khách. Nói chung không đụng chạm gì nhau, khá là tiện. Chỗ này anh tính hết rồi, để một cái bàn làm việc, ban ngày ánh sáng cũng được lắm đó. Em vẽ tranh hay gì đó rất thích hợp. Sao hả, cô thích không? Làm ơn anh, chỗ này mắc không? Không mắc mà cũng rất tiện lợi nữa. Dưới lầu có trạm tàu điện ngầm, có thể đi thẳng tới trường em. Quanh đây có bệnh viện, ngân hàng, siêu thị, đi chợ hay muốn đi đâu cũng tiện hết. Mà như vậy em đi học không cần phải đi quá xa.
Cảm ơn anh. Anh tốt với em quá. Nhưng mà chúng ta mỗi người chia một nửa tiền nhà đi. Chắc vậy em không trả được quá nhiều. Nhưng có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Không đủ thì để từ từ trả anh sao? Nếu anh không đồng ý, em sẽ không ở đây đâu. Được, được, được. Chỉ cần em đồng ý, em nói gì anh cũng chịu. Anh phải giúp tôi thi đậu đại học Luân Đôn đó. Không. Nhóm năm trường dẫn đầu với trình độ tiếng Anh của cô thì nằm mơ đi. Trình độ tiếng Anh của tôi hả? Tôi chỉ phát âm hơi tệ thôi. Còn lại vẫn ổn mà. Vậy thì quỹ ngày phép cho nhân viên không được xin nghỉ.